thực là cũng phải nói là rất là cao. Thì từ đó chúng ta mới có được cái sản phẩm không ảnh hưởng về vấn đề phân bón rồi thuốc bảo vệ thực, đặc biệt là như thế nào, làm sao mà để hiệu quả nó đạt là mức lợi nhất, và thì chúng ta bán tiền nhiều hơn. Quấn thì bà con cứ mạnh dạn hỏi để giải đáp thắc mắc làm sao mà cho có hiệu quả cao nhất. Thì đây cũng là một cái mong muốn, nói chung là của nhà ra xuất khẩu hoặc là chúng ta chế biến nhiều cái sản phẩm từ mít, mít tươi, mít sấy khô, rồi gói mít hộp mít rồi như thế nào đó, để góp phần là tăng thu nhập bà con và đưa cái đời sống bà con hơn. Là kính chúc quý bà con là chúng ta cũng dồi dào sức khỏe, lực của tỉnh cũng như là của huyện Long Mỹ. Xin cảm ơn quý bà con. Nào mà không có thì mấy anh cho ngược lại ngay, chứ phải cái nào cũng biết hết. Sát dễ. Thì giờ là trồng mít trên đất hoàng. Đất hoàng nào giờ mình chỉ trồng khóm nè, rồi trồng lúa thôi. Nhưng mà năng suất thì nó cũng không cao lắm. Thì tại vì đất hoàng là các yếu tố cản trở. Mình đi xuống một chút là về thế nào cũng vàng, vàng phần hơn là cái gì. Hồi xưa mấy anh chị hay bị gì? Tôi nói là chứ đông quá nó mất cỡ. Không? Nó bị cản trở đi. Cho nên là nó sẽ bị chắc, nghĩa là giai đoạn lúc mà cái mít còn non. Cái mít còn non thì nó sẽ bị trên cái lá non trước, là nó dư bốn phần đâu. Mà chúng ta phải nghĩ chắc chúng ta đang bị phèn. Thì nếu mà cải tạo tốt thì pH của chúng ta khoảng 4.2. Nhưng mà nếu mà cải tạo mà quên đi quá trình mà chúng ta hầu như rồi đất lúc. Em nghe em ghét bà về bữa nay chắc mướn đất trồng mít. À. Nhưng mà còn có những lúc cái mít đó lên là bình thường. Ta mua là gạt nha. Còn hàng xịn là vô thương lái rồi. Rồi chúng ta chỉ mua được không có 60 ngàn. Nhưng mà mấy anh có biết không, cái mít mà để bán cho chúng tôi mua được thì cái mít nó rất là u nặng. Cái màu đỏ là nó hơi u nặng, nhưng mà chúng ta chăm sóc tốt, nếu mà dinh dưỡng vào đầy đủ thì cái mít vẫn tròn trịa như cái mít thấy. Cho 1 triệu nhưng mà mốt thì lấy được 10 triệu rồi sao? Phải không? Nhiều khi là vậy, nhưng mình cứ suy nghĩ như vậy đi. Bắt chết nhiệt tôm hả? Dạ, màu đỏ em đô. Rồi sau đó ra chợ bán không được, tại lúc đó dẹo giá mà. Mới đốn cách đây 2 tháng rồi tôi nghe tôi cũng giật mình. Tôi tính là nếu chú bỏ mít ruột đỏ Indo chuyển qua Mã Lai. Ngày xưa chúng ta ghép mít đâu được, phải không? Chúng ta chặt nó đi rồi cho nó lên cơ độc khoảng 4 tháng thì ấy, thì tôi sẽ mướn người bên Bến Tre qua đổi giống cho bà. Không được, bỏ hả? Chết bà luôn rồi, thôi rồi mấy chơi. Ta kiếm tiền chứ. Đảo đời rồi mấy chị. Ai nghe cái văn bản bỏ à. Nhưng mà mấy anh đâu có biết rằng cái mít Indo á, để em nói nghe, có nghĩa là mít Indo là mít xuất khẩu. Để cho nó quá chín. Nếu quá chín thì nó nhão, à nghe này nó thiệt. Mình nghĩa là nó lại Mã Lai thì cái mặt với lại cái mùi nó không bằng Indo. Cái tất cả người đều chịu. Có nghĩa là khi chúng ta thay đổi giống thì chúng ta phải làm sao chuyển qua thôi. Chúng ta nhờ để ghép cho bà con chuyển đổi giống. Kể cả sòi cũng vậy, kể cả bây giờ chúng tôi đang trồng bưởi năm rồi. Cái cung chân mài rồi đủ thứ hết trơn rồi gì. Tùm lum gì, xăm rồi này nọ nó kia phải đẹp không mấy chị? Tại vì tối ngày mấy cha cứ cho xuống đất vàng mới. Thì cái này là lá già thôi. Thường đó nó vàng nhiều quá, vàng màu khác. Ừ thì nó này á, mà cái tháng mà từ mùa khô mà chuyển qua mùa mưa là mất màu bì này đó. Mà tôi có ý không nghe không vậy ha. Dạ dạ nó màu gáo lắm. Biết cái clip này clip mất quay bự. Nhưng mà biết gì sao mình không có thời gian luôn, thấy vậy sao làm tiếp. Rồi. Ngủ qua thấy cái này là nói chung là chăm sóc thì yếu, phải chăm sóc mà kỹ nữa rồi nó không có chuyển được. Để nó sạch rồi nó chống. Để cắt cái tượng khó. Đi đây là cái gãy. Gãy là đi cắt sát cho sát chạy đậu gà trong này được. Đúng rồi. Từ rửa hết lần chứ đem rồi ấy rồi. Nó nhả. Không, bây giờ nói chung mấy cái cây này giờ cũng tỉa qua cái chàm rồi. Rồi. Vừa chưa bây giờ tiễn lại. Thôi mình đứng lại mình nói cho chị. Anh mỏng chưa có tiền làm không chuyện, công chuyện quá. Đây là tiền món nghe. Đừng nhìn mấy quay. Không, mình phải nói chung là phải nung nó đủ sức mới được. Cây tơ này nó đang phát triển không được chưa? Chưa. Ngồi phải mở cái này là phải mở. Tôi trồng chắc trước ông đó mà. Ông trồng nó mấy gì đó. Nên chiều vậy là rồi, chín bồi vậy đó. Còn chú chẳng sát thắng sát. Đâu có mấy cái làm cho nó gọn luôn, mình bón phân vào đây luôn ạ.
chưa nha, chưa nha. Quăng cái chỗ đó, quăng quăng cái. Rồi được rồi. Rồi gái. Rồi gái. Một cái nữa. Rồi được rồi. Rồi được rồi. Bây rồi làm đi anh. Rồi ok. Báo rồi kia. Số đó dập nghèo với xuống làm tư lừa. Biết nghe cơ.